bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi những quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà nó mang lại. Đây là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Trong video dưới đây, công ty luật ACC sẽ gửi đến quý anh chị những thông tin cần thiết về chế độ này. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Bảo hiểm y tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm y tế hướng dẫn nhóm đối tượng chính là hộ gia đình. Trong đó, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Theo quy định tại khoản 1, điều 1 của luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung vào năm 2014, thì hộ gia đình là một tập hợp nhóm người cùng chung sống trên cơ sở những mối quan hệ đặc biệt, tạo nên sự ràng buộc về mặt vật chất cũng như tinh thần giữa các thành viên. Hiểu đơn giản là toàn bộ thành viên trong một gia đình có tên ghi trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Như vậy thì định nghĩa bảo hiểm y tế hộ gia đình chính là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Căn cứ theo quy định tại khoản 5, điều 12 của luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung vào năm 2014, thì thành viên đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm 1. Toàn bộ những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình, trừ những đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm khác và những người đã khai báo tạm vắng. 2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ những người thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm khác. Như vậy thì những đối tượng là thành viên thuộc hộ gia đình đóng bảo hiểm y tế khi tham gia đóng bảo hiểm y tế theo nhóm khác sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Các thành viên còn lại trong hộ gia đình vẫn có thể tham gia bình thường. Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa trên mức lương cơ sở. Cụ thể thì theo điểm E khoản 1, điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mức đóng bảo hiểm y tế của các thành viên trong hộ gia đình được tính như sau. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai là 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất và mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy thì có thể thấy rằng mức độ đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến thì người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu như thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám chữa bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh thuộc một trong các trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. Được hưởng 100% mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. Được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh đối với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Đối với trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì người tham gia bảo hiểm y tế nếu đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện trái tuyến so với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được hưởng mức 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương, hưởng 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hưởng 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Hiện nay thì để tạo điều kiện cho người dân tham gia đăng ký bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được thuận tiện thì sẽ có hai hình thức tham gia đăng ký. Đầu tiên đó là hình thức đăng ký bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tiếp tại đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất. Hình thức thứ hai là đăng ký bảo hiểm y tế hộ gia đình online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tùy theo điều kiện cụ thể thì người dân có thể lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp nhất. Để đăng ký mua bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tiếp tại các đại lý thu bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tại xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Bước 1. Kê khai thông tin vào tờ khai tham gia bảo hiểm y tế. Mẫu tờ khai sử dụng để kê khai thông tin bảo hiểm y tế trong trường hợp này là mẫu TK1-TS. Người tham gia sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân và kê khai toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào danh sách người tham gia bảo hiểm y tế.
Bước 2, nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sau khi đã kê khai thông tin thì người dân sẽ nộp tờ khai cho các cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội kèm theo các giấy tờ sau. 1. Bản sao sổ hộ khẩu của gia đình. 2. Là đối với những thành viên đã có thẻ bảo hiểm y tế thì cần cung cấp bản chính hoặc bản chụp ảnh để xác định giảm mức trừ đóng. Bước 3. Đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được xác định dựa theo mức lương cơ sở hiện hành. Sau khi nộp hồ sơ thì người dân sẽ đóng tiền bảo hiểm y tế theo mức này và nhận giấy hẹn để trả kết quả. Bước 4. Nhận kết quả. Căn cứ theo ngày trả kết quả trên giấy hẹn thì người dân sẽ đến lấy thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình tại nơi đã nộp hồ sơ. Thời gian nhận kết quả sẽ không cố định và phụ thuộc vào cơ quan tiếp nhận hồ sơ và sẽ được thông báo khi đưa giấy hẹn. Để hạn chế các nhược điểm khi mua bảo hiểm y tế trực tiếp hiện nay thì người dân có thể thực hiện việc đăng ký, mua và gia hạn bảo hiểm y tế trực tuyến theo hai cách sau. Trường hợp thứ nhất, mua bảo hiểm y tế online qua app ngân hàng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết hợp với rất nhiều ngân hàng để có thể hỗ trợ quý khách hàng và người dân có thể mua bảo hiểm y tế online một cách thuận tiện. Hiện nay thì các app của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vân Đội và rất nhiều những ngân hàng khác đã tích hợp chức năng giúp người dân có thể mua bảo hiểm y tế online hay gia hạn thẻ bảo hiểm y tế online một cách nhanh chóng. Đầu tiên thì quý anh chị cần truy cập một trong các ứng dụng BIDV Smart Banking của BIDV hoặc VCB của DigiBank, của Vietcombank hoặc MB Bank của MB và thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất, đăng nhập tài khoản ngân hàng. Quý anh chị sẽ thực hiện đăng nhập ứng dụng ngân hàng đã cài đặt trên điện thoại, sau đó chọn mục thanh toán, chọn bảo hiểm xã hội cho cá nhân. Bước 2, điền thông tin và thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Trong bước này thì quý anh chị cần lựa chọn nhà cung cấp là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau đó lựa chọn loại hình dịch vụ là gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, sau đó chọn dịch vụ, nhập số bảo hiểm xã hội hoặc số thẻ bảo hiểm y tế để kiểm tra thông tin thanh toán. Bước 3 là xác nhận thông tin thanh toán. Sau khi đã hoàn tất việc điền thông tin để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thì quý anh chị nhấn xác nhận để xác thực mã OTP do ngân hàng gửi đến để hoàn tất giao dịch thanh toán cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Phương thức thứ hai là phương thức mua bảo hiểm y tế online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với hình thức này thì quý anh chị cần có tài khoản đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia. Tại phần đăng nhập, nếu như chưa có tài khoản thì quý anh chị có thể chọn đăng ký để đăng ký mới và làm theo các hướng dẫn. Đối với quý anh chị đã có tài khoản đăng nhập cổng dịch vụ công thì có thể tiến hành đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo các hướng dẫn sau. Bước 1, truy cập website cổng dịch vụ công quốc gia. Bước 2, đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bước 3, chọn mục thanh toán trực tuyến. Bước 4, chọn đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Bước 5, nhập thông tin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Khi này thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin của thẻ bảo hiểm y tế gồm số tiền phải đóng gia hạn và thông tin về thời gian gia hạn. Bước 6, chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tiếp theo thì hệ thống sẽ đưa ra lựa chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Quý anh chị cần chọn ngân hàng phù hợp rồi nhấn chọn ô thanh toán. Lưu ý là nên chọn cùng ngân hàng mà quý anh chị đã đăng ký tài khoản để tránh mất phí chuyển tiền liên ngân hàng. Bước 8, chọn ngân hàng thanh toán. Hệ thống sẽ chuyển tiếp để quý anh chị có thể lựa chọn ngân hàng thanh toán hoặc ví điện tử thanh toán. Bước 9, thông báo kết quả khi thanh toán thành công. Hệ thống sẽ có thông báo thanh toán thành công. Khi này thì quý anh chị đã hoàn tất quá trình mua bảo hiểm y tế trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Trên đây là một vài thông tin cần lưu ý về mức bảo hiểm y tế được hưởng khi sử dụng bảo hiểm y tế hộ gia đình. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý luôn sẵn lòng cung cấp đến quý anh chị những dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được những tư vấn tận tình. Và đừng quên truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật những thông tin mới nhất về pháp luật nhé. Tôi là Thủy Tiên đến từ Công ty Luật ACC. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.